Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trước khi Thanh Hóa trở lại thi đấu V-League 2020 vào ngày 26 tháng 9 tới, thì ban lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa đã gửi văn bản chỉ đạo ban huấn luyện đội bóng về các phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ cho giai đoạn 2 của mùa giải. Theo đó, đội bóng này phải lọt vào top 8 đội dẫn đầu để tranh chức vô địch sau giai đoạn 1 của V-League 2020. Tuy nhiên, đáng chú ý là câu lạc bộ xứ Thanh lại chỉ đạo luôn cả những công việc chuyên môn nằm trong quyền hạn của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Công. Đây đều là quy định lạ và chưa từng có trước đây tại V-League. Ngày 7 tháng 9, trong công văn số 335 có chữ ký của giám đốc điều hành Lê Đình Hoàng, ban lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa đưa ra hai nội dung công việc. Thứ nhất là yêu cầu huấn luyện viên Nguyễn Thành Công xác định rõ phương hướng, mục tiêu trong phần còn lại của mùa giải. Thứ hai là huấn luyện viên phải xác định, báo cáo đội hình chính thức và dự bị. Ông Công với tư cách là huấn luyện viên trưởng có trách nhiệm báo cáo nội dung trên bằng văn bản trước ngày 9 tháng 9. Ngày 8 tháng 9 thì huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã có công văn để phúc đáp lại. Trong đó mục tiêu mà ông Công đưa ra là hoàn thành nhiệm vụ giúp cho Thanh Hóa trụ hạng như là lãnh đạo giao phó và cố gắng nỗ lực phấn đấu đưa đội lọt vào top 8 sau lượt đi V-League 2020. Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cũng đã dựa trên những vòng đấu trước đây và căn cứ vào quá trình tập luyện để đưa ra những cầu thủ dự kiến trong đội hình chính thức vào thời điểm hiện tại, gồm có 9 người. Về đội hình thi đấu thì ông Công cho biết là sau hai trận giao hữu của Thanh Hóa gặp Sông Lam Nghệ An vào ngày 12 tháng 9 và ngày 19 tháng 9 thì sẽ đánh giá lại lực lượng và đưa ra đội hình tốt nhất trong trận gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 12 V-League 2020 sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 9. Công văn qua lại, ngày 9 tháng 9 thì trong công văn số 338 gửi đến huấn luyện viên trưởng, Thanh Hóa liệt kê ra 4 nội dung. Thứ nhất là xác định mục tiêu nằm trong top 8 khi kết thúc lượt đi. Thứ hai là việc huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đưa ra bộ khung 9 người là chưa rõ ràng và thiếu thực tế. Lãnh đạo đội bóng yêu cầu đưa ra bộ khung là đủ 11 cầu thủ. Ban huấn luyện cần phải báo cáo và gửi danh sách 11 người đá chính và 9 người dự bị. Thứ ba là huấn luyện viên phải sử dụng đủ 4 cầu thủ ngoại, bao gồm cầu thủ nhập tịch Samson trong phần còn lại của mùa giải. Thứ tư là huấn luyện viên Nguyễn Thành Công khi mà thay đổi cầu thủ trong trận đấu thì phải có được sự đồng ý của 50% thành viên ban huấn luyện. Như vậy là thuyền trưởng của câu lạc bộ Thanh Hóa sẽ phải sử dụng tối đa 4 ngoại binh trong trận đấu, gồm có 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch, và chỉ được thay người hay là đưa ra quyết định khi mà đạt được sự đồng ý của 50% thành viên ban huấn luyện. Có thể thấy là trong số các yêu cầu độc lạ của Thanh Hóa thì điều hài hước nhất chính là việc buộc huấn luyện viên trưởng phải dùng hết 3 ngoại binh và 1 cầu thủ nhập tịch ở trong các trận đấu. Điều này có lẽ là tiền lệ chưa bao giờ xảy ra. Theo như phán đoán thì yêu cầu này có lẽ xuất phát từ việc là những người có trách nhiệm ở đội bóng tiêu quá nhiều tiền cho việc lấy cầu thủ ngoại và những bản hợp đồng này đều bị đặt dấu hỏi liên quan đến vấn đề nhạy cảm tiền bạc. Văn bản của câu lạc bộ Thanh Hóa có đoạn là trong quá trình diễn ra trận đấu, quyền quyết định thay người thuộc về huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, để đảm bảo khách quan, dân chủ, trước khi thay phải có ý kiến thống nhất của đa số thành viên trong ban huấn luyện, tức là đạt 50% trở lên. Ý kiến của từng thành viên ban huấn luyện về việc thay người đều phải được ghi lại ở trong sổ nhật ký để làm cơ sở đánh giá chuyên môn kỹ thuật của trận đấu. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công còn phải đưa ra báo cáo, đưa ra danh sách cụ thể cầu thủ đá chính và dự bị trong các trận đấu còn lại của V-League 2020. Với những quy định trên thì huấn luyện viên trưởng sẽ rất khó làm tốt các công tác chuyên môn, dẫn dắt đội bóng và còn có thể mất đi tiếng nói trong phòng thay đồ. Việc câu lạc bộ Thanh Hóa gây khó với huấn luyện viên Nguyễn Thành Công là điều khá lạ lùng. Nhà cầm quân này tới đội bóng xứ Thanh để thay thế cho người cũ là ông Fabio Lopez và huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đang làm rất tốt điều này. Từ khi ông Công dẫn dắt thì Thanh Hóa thắng 5 trận, thua chỉ có 1 trận và hiện đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng và nắm chắc cơ hội trụ hạng. Lý giải cho vấn đề này thì Bầu Đệ, tức là chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa, cho rằng là để cho mọi thứ tốt hơn khi mà V-League 2020 trở lại thì đó cũng là chuyện nội bộ của đội bóng và bằng văn bản là rất nhân văn. Mọi người không nên quá lạm dụng rồi nói rằng tôi can thiệp vào chuyên môn của đội bóng. Tôi là người làm công tác quản lý, tôi cần có chủ trương để điều hành đội bóng. Tôi là người bỏ tiền, là người huy động nhân dân đóng góp đầu tư cho đội và tôi không thể phó mặc đội đá thế nào thì đá được. Ông Đệ cũng cho biết là ông cảm thấy không vui khi mà chuyện nội bộ của câu lạc bộ được đem ra ngoài để dư luận bàn tán. Lãnh đạo đội bóng xứ Thanh cũng không muốn người hâm mộ hiểu lầm về chỉ đạo của mình dành cho huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thành Công và cả ban huấn luyện. Sau mấy tháng tập luyện thì tôi yêu cầu các huấn luyện viên báo cáo danh sách với bộ khung là 11 người chứ không phải là 9 người. Tôi cần có trách nhiệm khi mà đội tiếp tục tham gia giải.
Mong mọi người hiểu cho và động viên chia sẻ để cho đội thi đấu tốt hơn. Tôi vẫn để huấn luyện viên trưởng ra quyết định, thế nhưng cần có chút thay đổi là để khắc phục tình trạng yếu kém, tùy tiện và không dân chủ xưa nay vẫn hay xảy ra ở nhiều huấn luyện viên trước anh Công. Chuyện điều hành đội bóng là chuyện nội bộ, văn bản chỉ đạo là rất nhân văn và mang tính quản lý điều hành để nâng cao chất lượng của đội bóng. Một số câu lạc bộ khác nếu xét thấy phù hợp thì có thể áp dụng giống như là Thanh Hóa. Đó chính là ý kiến phát biểu của Bầu Đệ trước truyền thông. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà câu lạc bộ Thanh Hóa khiến cho làng bóng đá Việt Nam phải thấy ngỡ ngàng. Huấn luyện viên người Italia ông Fabio Lopez đã bị sa thải sau khi toàn bộ đội Thanh Hóa lấy biểu quyết với tỷ lệ tuyệt đối. Lấy ý kiến toàn đội để sa thải huấn luyện viên, câu chuyện này có lẽ thuộc dạng độc nhất vô nhị ở trong bóng đá. Rõ ràng là Bầu Đệ có quyết định được xem là mở đường cho các chủ tịch khác ở V-League để có thể can thiệp sâu vào chuyên môn của huấn luyện viên trưởng. Vấn đề là huấn luyện viên trưởng là người đứng mũi chịu sào, đội nhà thua thì huấn luyện viên bị chỉ trích, thậm chí là bị mất việc. Ông Fabio Lopez chính là một ví dụ gần nhất. Nhưng trên thực tế, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Thanh Hóa liệu có quyền tự quyết về mặt chuyên môn hay không? Ngoại binh bắt buộc phải dùng, trừ khi là bị thẻ hoặc là chấn thương, thay người cần có sự đồng ý của các thành viên trong ban huấn luyện. Câu chuyện này có lẽ chỉ xảy ra với câu lạc bộ Thanh Hóa mà thôi, một đội bóng vốn dĩ thường có những câu chuyện khác biệt. Mà không, dị biệt mới đúng so với bóng đá chuyên nghiệp và còn không ít lần dọa nghỉ chơi ở V-League nữa. Bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu như huấn luyện viên Nguyễn Thành Công không được quyết hết về mặt chuyên môn, vậy thì đội thua thì sẽ sa thải ai? Vì trách nhiệm rõ ràng không thuộc về mỗi huấn luyện viên trưởng, ít nhất là có sự can thiệp của Bầu Đệ. Nhưng ông chủ tịch thì chả nhẽ lại đi sa thải chính mình vì chuyên môn của đội bóng. Tất cả là rất lạ lùng nhưng trên thực tế đó là đội bóng mà Bầu Đệ đang làm chủ tịch thì nó lại cảm thấy bình thường thôi. Và cũng phải ngả mũ trước Bầu Đệ, một vị chủ tịch không chỉ giỏi quản lý mà còn cho thấy sự am hiểu về mặt chuyên môn, qua đó đồng hành với huấn luyện viên trưởng về nhiều vấn đề chuyên môn. Ngay sau buổi họp chiều nay ngày 11 tháng 9, huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã xin thanh lý hợp đồng với câu lạc bộ Thanh Hóa. Nguyên nhân dẫn đến quyết định chia tay của nhà cầm quân 43 tuổi với câu lạc bộ Thanh Hóa là do nhà cầm quân này cảm thấy mệt mỏi và cảm thấy không phù hợp với cách làm của lãnh đạo câu lạc bộ Thanh Hóa. Điều đáng chú ý là Thanh Hóa sẽ làm giấy thanh lý hợp đồng cho huấn luyện viên Nguyễn Thành Công mà không phải mất một khoản đền bù nào. Như vậy là chỉ sau 11 vòng đấu của V-League 2020 đã có hai vị huấn luyện viên chia tay Thanh Hóa. Còn nhớ là ở thời điểm mà huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đến để đảm nhiệm vị trí sau khi huấn luyện viên Fabio Lopez bị sa thải thì ông đã giúp cho đội bóng này lột xác, tiến một mạch từ vị trí bét bảng đang không điểm lên vị trí thứ 8, tức là thắng 4, hòa 2 và thua 2. Còn nếu như tính trong phạm vi một năm thì đã có 5 vị huấn luyện viên phải chia tay đội bóng xứ Thanh với lý do chủ yếu là không chấp nhận được cách làm thiếu chuyên nghiệp của lãnh đạo đội bóng. Trước mắt thì Thanh Hóa sẽ đôn trợ lý lên thay nhằm chuẩn bị cho V-League 2020 sắp trở lại vào ngày 26 tháng 9. Trả lời trước báo chí thì ông Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh Thanh Hóa đã cho biết rằng ông chưa biết cụ thể văn bản mà Chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa ông Nguyễn Văn Đệ đã chỉ đạo ban huấn luyện đội bóng. Theo như ông Hồng thì đầu mùa giải tỉnh Thanh Hóa không đưa ra chỉ tiêu cụ thể nào cho đội bóng cả. Đội bóng chỉ cam kết là phải trụ hạng và khi có cơ hội thì giành thành tích cao. Sau lần đội bóng có văn bản xin dừng tham gia giải, chúng tôi đã nói chuyện với chủ tịch Nguyễn Văn Đệ và anh Đệ khi đó đã cam kết với tỉnh là sẽ tiếp tục tham gia giải đấu, không bỏ giải và nhận đó là trách nhiệm của anh. Chúng tôi cũng nghiên cứu luật thể thao, điều lệ bóng đá chuyên nghiệp. Đội bóng thực chất là của tỉnh, nhưng khi thi đấu theo quy định của giải, theo luật bóng đá, cho nên chúng tôi không can thiệp sâu vào chuyên môn. Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cũng chia sẻ là việc Chủ tịch câu lạc bộ Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ đưa ra mục tiêu trụ hạng là chuyện bình thường. Ông Hồng chỉ đặt câu hỏi rằng là những văn bản mà Bầu Đệ mới đưa ra cho ban huấn luyện như là báo chí phản ánh liệu có sai quy định nào hay không. Cho đến lúc này thì tôi chưa thấy ai báo cáo về việc mà báo chí vừa mới nêu, tôi sẽ tiếp tục nghe ngóng xem có báo cáo gì không. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.